Chào mừng mấy bạn trở lại với lại kênh YouTube của Vinh Ly nha mấy bạn. Hôm nay mình sẽ đi tới chủ đề là mấy bạn thấy mấy bạn sẽ tự hỏi nhà ở New York như vậy thì đậu xe ở đâu? Thì hôm nay mình sẽ đi về xe của mình. Bình thường thì ở New York thì không có chỗ đậu xe, nhà có gara thì rất là hiếm, khoảng chừng 5-10 căn trên 100 căn vậy thôi có gara riêng. Có đường xe ra vô thì bình thường mình sẽ đậu ở trên đường. Rồi tới ngày quét đường thì mình phải dời xe. Xe mình đậu thì ở chỗ quét đường nó là vào ngày thứ hai, cho nên hôm nay chủ nhật thì mình phải dời xe. Bình thường trung bình một tuần đó là mình dời xe 1-2 lần. Ở Brooklyn thì cũng không có cần không có khó tìm chỗ đậu xe lắm nha mấy bạn. Ở Brooklyn thì mình cứ đậu thoải mái, chạy vòng vòng khoảng chừng 5 phút, 10 phút thì có chỗ đậu xe gần nhà thôi. Gần thì mình đi bộ chừng 5 phút rồi. Vòng vòng thường đi bộ 5 phút rồi tới chỗ đậu xe của mình. Đó mình sẽ đậu dọc ở trên đường này nha mấy bạn. Đậu dọc trên đường này. Mình thấy cái bảng. Thấy cái bảng ở đằng kia. Ví dụ mình thấy cái bảng này là mình sẽ biết là tới ngày giờ nào mà mình nó quét thì mình sẽ tránh cái giờ đó ra, nếu không sẽ bị phạt 65. Rồi mình quẹo một cua. Ở đây đường số 5 thì họ hay bán mấy cái đồ mễ á, bánh mễ. Giống như bạn thấy bảng đỏ này. Bảng đỏ này thì bảng đỏ ở trên là chỉ cái giờ dời xe, còn cái bảng xanh ở dưới là chỉ giờ đậu trả tiền. Đậu trả tiền từ giờ nào tới giờ nào, tối đa là 2 giờ. Nếu mà không có cái bảng xanh á thì là mình chỉ tránh cái giờ quét đường thôi, không có cần trả tiền. Rồi tới xe của mình rồi mấy bạn. Mình dời xe thôi. Ây da. Cái chỗ đậu kia cái gì nãy đậu chỗ đó luôn cho rồi cái gì à? Chạy vòng vòng. Sao mày không đậu xích lên chứ? Được rồi, cuối cùng cũng đậu được xe mấy bạn. Rồi mình đi về, mình kết thúc video ở đây ha. Hẹn gặp lại mấy bạn ở video kế tiếp. Mấy bạn xem thấy hay vui lòng subscribe, share video của mình để giúp kênh mình phát triển nha.